Ngày 28 tháng 1, tại núi Bà Đen, Tây Ninh, đã diễn ra lễ khai quang tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Lễ khai quang do Hòa Thượng Thích Niệm Thới, trưởng ban trị sự giáo tỉnh Tây Ninh chủ trì. Sự kiện còn có sự tham gia của các lãnh đạo trung ương, ban tôn giáo chính phủ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố. Bức tượng này được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch theo cảm hứng trụng bậc thang tượng được tạo tác ở tư thế ngồi trên thác nước chảy tràn với khuôn mặt hướng về phía đông nơi mặt trời mọc. Phát biểu tại buổi lễ, trưởng lão Hòa Thượng Viên Minh, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, tượng Phật Di Lặc tượng trưng cho đức tính hỷ xã và là vị Phật tương lai, tượng trưng cho sự hưng thịnh, sự an lành của tương lai đất nước chúng ta. Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh kỳ vọng tượng phật di lạc này sẽ tạo nên một dấu bứt phá cho du lịch địa phương đưa tây ninh vùng đất ẩn chứa nhiều nét văn hóa tín ngưỡng lịch sử lâu đời vương tầm trở thành điểm đến hành hương thu hút du khách trong nước và quốc tế